sánh sủi cảo Thiên Thiên siêu nổi tiếng và sủi cảo 162 xem quán nào ngon hơn nha. Hello TB nè. Đến nơi mà ta được săn đón như một celeb thì không thể thiếu con đường Hà Tôn Quyền. Chắc chắn Thiên Thiên là cái tên mọi người nhắc nhiều nhất. Khi nói tới quán sủi cảo ngon ở cái khu phố này, đường Trần Quý Huệ vô là thấy Thiên Thiên như thâu tóm khu đầu đường khu phố ẩm thực này. 172, 178, 195, 199, 201 cứ có bản Thiên Thiên là vô ngồi thoải mái. Ăn sủi cảo không thể thiếu cái món sủi cảo khô sốt dầu hào. Nói trước luôn, khẩu vị của quán này sẽ thiên về vị ngọt đậm đà. Sốt dầu hào cũng sẽ ngọt xíu. Sủi cảo thì một viên to ặc đều nhân thịt và có nguyên con tôm bên trong. Sủi cảo chiên vỏ dần rụm chấm tương xíu muội chua ngọt thì khỏi phải bàn. Sủi cảo nước thì dùng sợi mì vàng tươi mềm dai, ăn không có bị bở, nước dùng khá là đậm đà và thơm mùi cải. Bề có đến Thiên Thiên là nhất định phải gọi hồng trà tắc nha. Menu không có giá niêm yết nhưng mà giá trung bình từ 70 đến 80 xu. Tiếp theo là quán 162. Món mà tôi thích nhất sủi cảo khô sốt dầu hào. Trộn sủi cảo với lại dầu hào trước mới cho ra đĩa nên phần nhân thấm sốt ăn rất là đã luôn. Thật ra thì trước đây tôi đi cả hai quán rồi mà riêng 162 á, người đứng bếp hay là những người mà gói sủi cảo đều là những cô chú lớn tuổi nhưng mà làm rất là nhanh luôn nha mọi người. Và đây là những gì tôi gọi ở quán 162. Khi cắn miếng sủi cảo thì cảm giác là nhân thịt ở 162 nhiều hơn Thiên Thiên. Thì đi thử một lúc hai quán nên tôi cũng nhớ được khẩu vị ở 162 thiên và vị mặn so với Thiên Thiên. Dầu hào thơm và mặn nhẹ thôi, dù phần nhìn cảm giác thì sẽ cực kỳ mặn nhưng mà không có đâu. Sủi cảo chiên chấm với lại tương xí muội cũng như nhau, vỏ mỏng giòn, nhân tôm thịt đầy ụ. Mì sủi cảo dùng loại mì trứng tươi mà không có vàng tươi như ở Thiên Thiên. Loại mì mềm hơn và không có dai bằng. Dùng thì thanh thanh và cũng thơm mùi cải ha. Còn giá thì ở đây cũng thấp hơn Thiên Thiên một xíu, dao động từ 65 cho đến 75 xu một phần mà quán có hai chi nhánh thôi. Tôi thì thích khẩu vị của 162 hơn, đặc biệt là cái món sủi cảo khô sốt dầu hào, nhưng với mọi người đã thử hai quán thì chỗ nào hợp gu hơn?